mình sẽ giới thiệu cho các bạn về sản phẩm dưỡng thai nhành mai. Sản phẩm này thì có từ rất lâu đời rồi, nhà thuốc nhành mai này, từ thời ông mình á, là mình đã thấy có sản phẩm này rồi, thấy người ta tìm uống cũng nhiều hiệu quả, uống để giúp sanh mau và giảm các triệu chứng đau bụng. Trước khi sinh, em bé sinh ra thì sạch sẽ, nước ối sạch, không có bị ghẻ chóc nè, cũng dễ nuôi, ăn ngủ khỏe. Trong hộp này nó sẽ có 3 viên như thế này, đây là thuốc thể nha các bạn. Đây là hướng dẫn sử dụng. Hướng dẫn sử dụng thì người ta ghi cũng có vẻ là khó hiểu nên mình sẽ tóm tắt lại cho các bạn. Là phụ nữ mang thai từ tháng thứ 5 trở đi là có thể uống được. Trung bình là một tuần mình dùng một hộp, một tuần mình dùng một hộp, dùng liên tục cho tới khi sinh. Còn những phụ nữ trong thời kỳ mang thai mà có những dấu hiệu như là ăn không ngon, mệt mỏi hay bị nôn ọe, rồi tinh thần nó bần thần, khó chịu, rũ rượi, bụng căng, rồi rạn da bụng hay đau lưng, tiểu bón nè, mệt mỏi, thai trệ đó, thì mình dùng sản phẩm này dùng liên tục 6 hộp. Nếu như mà sau 6 hộp mình vẫn chưa hết thì mình dùng tiếp khoảng 6 tới 15 hộp đó các bạn. Sau khi hết các triệu chứng trên thì các bạn duy trì mỗi tuần mình dùng một hộp, dùng cho tới lúc sinh. Thì sản phẩm này nó giúp cho phụ nữ khi sinh á, mình sẽ bớt đau bụng, làm cho tử cung được trơn và mau nở rộng, nên sanh nó sẽ rất là mau lẹ, giúp sanh mau nữa đó. Thì em bé sinh ra thì phải mình sạch sẽ, không có bị ghẻ chóc đầu, không có bị mấy cái gọi là cứt trâu á các bạn, rồi dễ nuôi, ăn ngon ngủ ngon rồi. Nhưng mà lưu ý mấy bạn ơi, mình nên tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm, vì có những cái trường hợp mình bị đau bụng nhưng mà không phải là đau bụng bình thường, không phải là các triệu chứng như là thai hành hay này kia, mà là như thai sắp hư hay là thai bị gì đó, thì tốt nhất là mình nên đi khám hoặc là hỏi thăm ý kiến bác sĩ trước khi sử dụng sản phẩm này để tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra. Thì cách sử dụng là một ngày mình dùng 2 viên, sáng 1 viên, tối 1 viên, mình thả vào nước sôi cho nó tan ra là mình uống một ngày 2 lần như vậy. Ở đằng sau này thì nhà thuốc người ta cũng có cho mình một cái toa tiếng tàu nè. Khi mà bạn nào sinh xong mà mình vẫn bị sản hậu á, sản hậu như là mình bị khí hư nè, bị rong kinh, rong huyết, ra huyết đen các kiểu, hay là đau cái bụng á, thì mình dùng cái thang này mình sắc uống, uống một ngày hai lần, ba chén sắc còn một chén. À, mình bị viêm ngứa âm đạo thì mình dùng thêm cái sản phẩm là bạch đới đặc âm đạo. Rồi, đó. Đây là sản phẩm ha.